cái chỗ mà đường đường liên kết á, được cái đường liên liên kết nè, tao đã là mua cổ phiếu trước IPO câu lạc bộ triệu phú nè, rồi là tặng giữ khách hàng mãi mãi, tâm linh ba cái này thì anh chị sẽ thấy nó sẽ xuất hiện ở đây khi mà xem vô kênh Ê, á. ê, ê, cho hỏi cái sao máy của em chứ anh nhỏ cái của anh Tâm chứ nó nhỏ không mở ra được hả? Máy quên hả? Bên cái của em á. Thì các anh chị thấy bên 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 góc phải á, bên góc phải của các bạn nào không, các bạn nào không, nó sẽ xuất hiện nè ba cái đường link nè, Được rồi thầy. thấy không, bên góc phải nè, bấm ta bấm vô mua cổ phiếu nè thì nó sẽ chạy ra bên chỗ ông Hoàng Trung nè, nó dẫn ra nè đó. Giờ có sáng tạo đấy đó, học một biết 10 là vậy. Đâu tìm kênh này. Đó. Thì cái chỗ này, mấy cái chỗ bên dưới này của mình, mấy chỗ kênh này mình vô chỗ này là mình cứ bên đây để cái tiêu đề, bên bên tay trái để tiêu đề, bên tay phải là mình đưa đường link vào thì nó dẫn vào. Mà mình đưa được để mình được để 5 5 đường link này nha. Đó. Còn địa chỉ email em chưa, không có để. Đó, còn nội dung ở trên này, trong mô tả nội dung này nó hơi dài nè. Thì ở trên này nếu mà người ta đã đọc vô đọc của mình rồi thì cũng có ba đường link này, và người ta chạy lên trên thì cũng chạy xuống ba đường link này, mình sẽ đưa người ta đi vòng 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 luôn. Là cái thì hồi anh Vĩ hồi nãy tạo kia rồi, Tâm làm thêm phần này cho anh chị ha, còn cái danh sách phát nè, mình vô danh sách phát thì Tâm mới tạo cái danh sách phát. Đây trong danh sách phát mình có danh sách đã chạy hơi chậm. Hãy tâm mới vừa tạo lên cái danh sách phát như là cơ hội vàng để cổ phiếu đò công nghệ Milan, máy lọc không khí diệt vi khuẩn, diệt virus Elatma, thì mấy này video tâm có hết rồi. Ngày mai vậy đó tâm úp lên một một đợt luôn. Chuẩn bị sẵn một kế hoạch một tuần mới úp lên hai video. Nhưng mà không bằng đò thì toàn đâu, thì toàn ghê quá. Đó thì mình sẽ tạo kênh như thế này các anh chị. Còn cái trang tổng á, anh Vĩ đề xuất trang tổng không, thì khi mà để ra trang tổng á thì em vô nội dung thôi, vào cái nội dung thì mình nhìn thấy mấy nội dung này của mình nè, mình có thể edit lại giống như thầy Toàn á. Tâm lấy một cái, đây là cái nhanh, cái gần nhất Tâm làm nè, không thì tiêu đề tâm để nào vẫn để tiêu đề của Mailand nè, rồi cái phần ở dưới này chuyển giao công nghệ nè, đó công nghệ chuyển giao công nghệ khách hàng gắn kết với doanh nghiệp trọn đời vậy đó, đúng không, đăng tin mua bán bất động sản miễn phí, đồng hành cùng bất động sản, công nghệ số đăng ký nè, Hoàng Mai Trung nè, Rồi Landing Hoàng Mai Trung nè. nghe học trò chống chứ chị an toàn chống rồi dữ Dạ thiệt hơi bị dữ ghê thì email là học trò tiến sĩ thế hoàn toàn luôn mà. thiệt đúng là có sáng tạo ha thông minh đấy thì học thông minh trò của thầy. đấy mượn lực, cái này gọi là mượn lực đấy đó, đúng rồi, hay quá, hay tuyệt vời. Đấy. Nè, kéo xuống đi, kéo xuống cái banner nè, Tâm kéo xuống nè, thấy cái video nó đề xuất cho mình ba cái hình không, em kéo lên tí xíu nè, Dạ đó đúng rồi. đó, Cái nếu chỗ mà này nè, mình thêm cái muốn, banner nữa vô nè. đúng rồi, Đây nếu nè. mà mình làm biếng á, mình không có làm cái hình thu nhỏ này đó thì mình dùng ba cái hình đó, em nhấp ba cái hình cái bên đó Tâm, Đó. đó đó ba cái hình nó xuất hiện cái video đó, đó nó là ảnh bìa của video luôn đấy, Đó. mình lưu lại là cái ảnh bìa nó thay đổi nè, chị thấy không, đó nếu mà mình làm biếng như tôi thì tôi Nó cũng làm, sáng lên nè. À. đúng rồi tôi làm biếng thì tôi chọn vậy luôn, còn tôi thích bữa nào tôi rảnh đó, đó. Nên là Phan Tâm chọn nè, cái mục chọn nè có danh sách phát là chọn luôn nè, đó thấy chưa, đó anh chị cứ làm thoải mái vô đó anh chị dọc và tự động anh biết hết à. Bởi Dạ. vậy tôi đã chia sẻ nó là anh chị làm YouTube là phải Đây có một nè, trong phải trong danh sách có phát này ta chọn danh sách phát máy di động và laptop làm được. thì cái này nó không nằm trong danh sách phát này à, có cái này nó nằm trong cái danh sách mua cổ phiếu vàng à, xong Đúng rồi.
đối tượng người xem này lại là và không dành cho trẻ em đó, không giới hạn video thì cái này đó, từ khóa cái này thì từ khóa dạ đó, từ khóa dưới kìa đấy, có với em bắt được lừa đảo kìa kìa, kìa kìa thấy cho tôi nhìn nhanh đó, mây lên lừa đảo kìa đó. Cho luôn 500 từ đó. Đó đây em bắt từ khóa vô hết nè đó, đúng rồi đó, đó là mình dự đoán những cái từ mà người ta sẽ tìm đúng không. Đây là một cái cách mà anh chị thấy là phủ định của phủ định bữa mình giải thích đó. Ví dụ nói chữ mê lên lừa đảo nhưng thực chất sợ ra đó là ra video nó chuẩn của đài truyền hình. Như vậy thì nó sẽ đè nhẹp những cái video kia nó đè xuống. Thì cái mình này là nó 480 ở đây. Cho em hỏi cái ví dụ như những cái từ khởi nghiệp về mê lên lừa đảo đối tác này, giống như em ở trong kênh em mở mở ra kênh của anh Tâm có thấy được cái những từ khóa đây không ấy? Không, không thấy. Chỉ không có thấy anh Tâm. Có dạ, một phần mềm khác có thể thấy nhưng mà từ từ cái đó phần sau. Nhưng mà nguyên tắc là anh sẽ không thấy từ khóa của anh Tâm. Dạ, dạ rồi. Mấy cái từ khóa này là để cho chỗ nào vậy anh Tâm? Ở chỗ đây này chị. Chị xuống chỗ phần thêm từ thẻ từ khóa nè. Thẻ từ khóa. Ừ. Chỗ thẻ từ khóa nè, chị thêm vô đây. Được không? Đánh xong rồi enter để tới nó mới ra. Không, không cần, cứ đánh xong rồi khoảng cách ra hoặc là dấu phẩy là được rồi. Yeah. Ừ, nó cách nhau bởi dấu phẩy. Được chưa? Rồi đó, thì xuống dưới này chọn ngôn ngữ tiếng Việt đó. Rồi ngày quay này kia không cần, rồi giấy phép chuẩn của YouTube thì cài nó để cho phép nhúng vô luôn. Rồi cho mọi người cái này mà thầy ơi, cái này mình có nên để cho người ta lấy mẫu hay không, cho lấy mẫu rồi à, mình tùy mình à, mình thích thì cho, không thích thì không cho cũng được. Cho lấy mẫu thì sao, không cho lấy mẫu thì sao thầy? Thì nó ăn cắp cái mẫu của mình. Còn mình muốn không cho thấy thì mình bỏ. À tại vì cái này em cũng lấy từ của trên bài xuống mà. Ừ, cũng được, mình để cũng không sao. À, cho nên là mà khi mà làm thì nó không dính bản quyền, không dính bản quyền thì thôi cũng giống nhau thôi. Không sao. Tốt nhất là mình lên lấy video xong mình edit lại, ví dụ như cái logo của VTV đó, em lấy cái logo của em che lên. Thì nếu mà mình đưa logo của em muốn để là logo em che lên cũng được, nhưng mà thấy nó sẽ không có nặng đô bằng cái này. Cái này nó thể kéo được. Còn cái mục đó, tiêu mình là nó cái video á, thì nếu không thì em để chỉ từ là trích dẫn từ tin từ VTV, em cho vào dòng chạy thì nó sẽ không có bắt lỗi mình, là mình trích dẫn từ cái chương trình của truyền hình trực tiếp đó, ví dụ. Dạ. Ờ, này được á. Nhưng mà cái này là em lấy nguyên xuống luôn chứ chưa không có thay. Cái vậy đó, mình thêm đâu. Khi á buồn thì không sao, vui không sao, cho nó buồn là nó đánh kênh của em, nó nói là em ăn cắp bản quyền. Vậy thôi thêm thôi. Không sao, mình cứ để vậy cũng được, rồi mình sửa lại. Cái này mình đang thực tập rồi, còn qua cái làm video thì mình làm lại. Mình sửa và là mình ghép, thường là thầy ghép đầu, ghép đuôi. Lại. Dạ này sẽ ghép đầu cho nhanh. Đúng rồi, ghép đầu cho nhanh. Nó giới thiệu cái kênh của mình. Thường cái intro là khoảng 0,07 giây. Dạ đúng rồi, cả đó. Chưa tới 1 phút là mình để vậy đó. Dạ, chỉ đó những cái thay đổi thôi. Đúng rồi đó. Rồi đó, tôi lui là xong rồi đó các anh em ha. Rồi ra ngoài coi, rồi ra ngoài coi kênh. Nè, ra ngoài nó hiển thị lên nè, thấy không? Nó đang thay đổi. Đó, cái hình hồi nãy nó nổi trước nè. Nó thay đổi đó thì đó là cái hình bìa, ảnh bìa đó. Dạ, nó lên ảnh bìa đó. Đó là hoàng của Tâm làm đó các anh chị có. nó có một cái hay gì nè. Ví dụ như buổi sáng chúng ta cùng đọc sách đúng không? Thường là cái video của Toàn là khoảng 1 tiếng hoặc là 1 tiếng rưỡi gì đó.
anh chị cứ ví dụ như toàn mà up lên rồi đó, anh chị dùng công cụ i2 đó, i2max.com vậy đó, anh đào xuống, anh đào xuống xong anh cắt cái đoạn có cái hình ảnh, ví dụ như là bữa đó anh bị phát biểu anh cắt đúng cái hình của anh là anh có video rồi, đúng chưa? Anh cắt dài dài, ví dụ anh bị phát biểu 5 phút anh cắt ra chừng 7-8 phút là anh có video, anh up lên cái kênh của anh là không ai bắt bỏ được hết. Tôi nói mà ai bắt lỗi anh chị hiểu không? À, rồi là lấy cái đoàn mình phát biểu ạ. Đó, cái toàn đoạn của toàn phát biểu nè, bây giờ bỏ cái toàn xe xe đi rồi, cảm ơn bạn Tâm. Dạ. Rồi thay đổi cái đoàn ấy đi, cái đoàn đoàn lấy cái là có ý của mình phát biểu vào để nó cắt vào Là đi. cái kỹ thuật, của mỗi người là phải mình phải sáng tạo, giống như bạn Tâm là tôi thấy bạn sáng tạo nhiều, tại vì YouTube là sao, nguyên tắc của YouTube là cho bạn bạn sáng tạo mà, chứ ai cho bạn copy, bạn lấy VTV xuống thì ai nói gì nữa, giang hồ coi ra gì, đúng không? Tôi dùng từ vậy cho dễ hiểu, anh chị phải sáng tạo đúng không? Rồi tôi sẽ chỉ anh chị sáng tạo mà không ai bắt lỗi của mình.